thế lực sau lưng nghệ sĩ siêu sao là những ai? Nghệ sĩ siêu sao bị đánh giá là nghệ sĩ không có tài diễn xuất hay ca hát. Tuy nhiên, trong 7 năm hoạt động, tài tử nhận nhiều ưu ái, là nghệ sĩ siêu sao hàng đầu Trung Quốc. Ngày 22 tháng 7, Sina đưa tin việc nghệ sĩ siêu sao bị 15 nhãn hàng hủy hợp đồng, khán giả tẩy chay do bê bối tình dục là tin tức được quan tâm nhất giới giải trí hoa ngữ. Ngày 31 tháng 7 năm 2021, anh bị bắt giam, theo Sina, nghệ sĩ siêu sao, sụp đổ không chỉ cho thấy hậu quả mà anh phải gánh chịu vì những hành vi ăn chơi chắc táng trong quá khứ. Ngoài ra, đó chính là biểu hiện của việc những thế lực đứng đằng sau đã bỏ rơi nam ca sĩ. Sự tung hoành của một nghệ sĩ bất tài, nghệ sĩ siêu sao sinh năm 1990, ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc HQX 2012. Năm 2014, khi hoạt động với nhóm được 2 năm, nam ca sĩ đệ đơn tố cáo công ty quản lý đối xử bất công và trở về Trung Quốc để phát triển sự nghiệp. Dù không được đánh giá cao về diễn xuất, anh góp mặt trong nhiều dự án đình đám, có thể kể đến hóa ra anh vẫn ở đây, hay lão pháo nhi, tước tích, tây du ký, mối tình ngoại chuyện hay, doanh thu hơn 3 tỷ NDT, đặc biệt. Nam thần tượng còn có cơ hội tham gia hai bộ phim Hollywood là Valerian và Thành phố Nghìn Hành Tinh và XXX. Return of Sander Cake. Nghệ sĩ siêu sao là thần tượng 9x nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc trước khi vướng bê bối tình dục. Tuy nhiên, dù được nhiều đạo diễn hết lòng lăng xê, khả năng diễn xuất của nghệ sĩ siêu sao vẫn bị đánh giá tệ. Tài tử gây thất vọng khi thủ vai nam chính Tia Tia trong phim Hóa ra N vẫn ở đây, 2016. Cảnh hôn của tài tử với LDP, cảnh khóc của anh trong phim đến nay vẫn nằm trong top những cảnh phim tệ nhất thế hệ nghệ sĩ trẻ hoa ngữ. Cũng vì vậy, nghệ sĩ siêu sao phải nhận một giải cây chổi vàng. Năm 2017, nghệ sĩ siêu sao được CSTT giao vai chính đường tăng trong Tây Du Ký, mối tình ngoại truyện 2. Màn thể hiện của nam diễn viên kém cỏi tới mức có khán giả bình luận trên đáp bần, nghệ sĩ siêu sao đã phá hủy danh tiếng tuổi già của vua hài CSTT. Khi nghệ sĩ siêu sao làm khách mời vào những phút cuối của bộ phim mỹ nhân N 2015, khán giả bình luận Nghệ sĩ siêu sao xuất hiện 3 phút làm giảm chất lượng của gần 3 tiếng phim trước đó. Bất chấp những ý kiến trái chiều về tài năng, theo China Daily, nghệ sĩ siêu sao là cái tên nhận mức thù lao cao nhất nhì dàn idol đá chéo sân. Trước khi cục điện ảnh Trung Quốc ban hành chính sách bình ổn thù lao để mời được nghệ sĩ siêu sao đóng chính, nhà sản xuất phải bỏ ra một con số không nhỏ, dao động từ 14-18 triệu đô la Mỹ không chỉ lọt vào mắt xanh, nhiều đạo diễn làm phim, nghệ sĩ siêu sao còn là con cưng của không ít nhà mốt lừng danh. Nam ca sĩ hợp tác với nhiều thương hiệu cao cấp như Bơ, LVO, Bun, Sepo, Lô. Trong giới giải trí hoa ngữ, nghệ sĩ siêu sao được xem là một trong những nghệ sĩ có giá trị thương mại và danh tiếng cao nhất. Cây viết MD của 10.063 từng khẳng định vị thế và chỗ đứng vững chắc của cựu thành viên HQX, không gì có thể thay thế. Các nghệ sĩ kỳ cựu hết lời khen ngợi, lăng xê. Năm 2014, khi vừa trở về từ Hàn Quốc, nghệ sĩ siêu sao đã được đạo diễn TTL giao vai chính trong tác phẩm có một N chỉ chúng ta biết. Nữ đạo diễn khen ngợi sao nam, lần đầu thấy ảnh chụp của nghệ sĩ siêu sao, tôi thấy ánh sáng tỏa ra từ cậu ấy. Chắc chắn nghệ sĩ siêu sao là ngôi sao trong tương lai. Tuy nhiên, dự án phim này chỉ được đánh giá 4,9, 10 điểm trên trang đáp bần với nhiều người chê về diễn xuất nội dung. Điều này cũng không ảnh hưởng tới việc TTL tiếp tục để nghệ sĩ siêu sao đóng vai chính trong phim hóa ra N vẫn ở đây, 2016. Đại hoa đán TTL rất yêu ái nghệ sĩ siêu sao. TTL là một trong tứ đại hoa đán nổi tiếng của Trung Quốc bên cạnh TAV, CST, CSTD. Cô không có nhiều tác phẩm nổi bật, nhưng được đánh giá đa tài, có khả năng đạo diễn, Nữ diễn viên còn có mối quan hệ với nhóm các đạo diễn, nghệ sĩ kỳ cựu quyền lực tại Bắc Kinh. Nhóm nghệ sĩ này được gọi là KK, họ nắm trong tay nhiều dự án lớn, có quyền lực chọn diễn viên, nâng đỡ người mới. Nhờ sự dẫn dắt của TTL, nghệ sĩ siêu sao là diễn viên chưa được đào tạo bài bản về diễn xuất, đã tiếp cận với những tài nguyên phim ảnh mà không phải ai cũng đạt được. Bên cạnh đó, nghệ sĩ siêu sao cũng được đạo diễn PTC hết lòng lăng xê. Ông sắp xếp để anh đóng vai phụ trong phim Lão ép nhi. Tác phẩm thu về 902 triệu NDT, nghệ sĩ siêu sao được tính doanh thu vào thành tích. PTC là nhân vật quan trọng trong vòng tròn các nhà làm phim Bắc Kinh. Ông cũng là đạo diễn Trung Quốc đầu tiên được in dấu tay và dấu chân ở nhà HTLC Chinese với nhiều tác phẩm nổi bật như Thiên hạ không tặc, Nhượng đạn phi tê, Phi thành vê nhiễu, Đại nghiệp ca quốc, Đê yến. Sự bảo đảm của PTC chính là chỗ dựa mạnh nhất của nghệ sĩ siêu sao. PTC từng khen ngợi nghệ sĩ siêu sao, tuổi còn trẻ lại có thành tích, vừa hát được lại biết diễn xuất. Ông cũng giới thiệu nam nghệ sĩ với diễn viên gạo cội TQL. Cả TQL và PTC đều là cổ đông thuộc công ty Hoa Nghị HD. Vài năm trước, đây là công ty sản xuất phim ảnh, quản lý số 1 tại thị trường Trung Quốc những tên tuổi như Lý BB, Phạm BB, Huỳnh HM, Angelab đều từng là nghệ sĩ dưới chướng Hoa Nghị HD. Nghệ sĩ siêu sao bên Lý BB, TL, Trương QL, Phùng TC, vì có bệ đỡ phía sau, nghệ sĩ siêu sao với khả năng diễn xuất hạn chế, lại nhận được nhiều lời khen ngợi nhằm đánh bóng tên tuổi. Trương QL từng chia sẻ, tôi hy vọng mọi người đều học hỏi nghệ sĩ siêu sao, sinh hoạt đơn giản một chút, đơn thuần hơn một chút. Đạo diễn Cao HT, nam diễn viên Trương HD, Châu TT, đạo diễn TKs đều từng một lần dành những từ hoa mỹ để nhận xét nghệ sĩ siêu sao. Theo Sina, nhờ sự o bế của những tên tuổi kỳ cựu mà hình tượng đẹp của nam ca sĩ dần in sâu vào tâm trí công chúng. Thế lực nâng đỡ nghệ sĩ siêu sao. Năm 2016, nghệ sĩ siêu sao ký hợp đồng quản lý với công ty rượu Lai AT. TL là nhân vật có mối quan hệ sâu với công ty này. Ngôi sao võ thuật từng lên tiếng khen ngợi nam ca sĩ có kỹ thuật diễn xuất sẽ ngày càng tiến bộ, tương lai có thể chạm được tới nhân vật. TL từng thành lập học viện điện ảnh và truyền hình TL, nơi chuyên đào tạo diễn xuất cho nghệ sĩ trẻ. Ông từng mời các đạo diễn, diễn viên nổi tiếng như Phùng TC, Trương Quy L, từ PS và Lý BB tới giảng dạy. Tuy nhiên, nghệ sĩ siêu sao, một nghệ sĩ không được đào tạo chính quy, tài năng còn gây tranh cãi cũng được mời đến chia sẻ kinh nghiệm. Theo Sina, đây là chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Bên cạnh đó, ngôi sao võ thuật còn là nhân vật quan trọng của giới giải trí Hong Kong. Nhờ đường dây của TL, nghệ sĩ siêu sao tiếp xúc với các tài nguyên đến từ hương cảng cách gọi khác là cảng khuyên. Năm 2015, nam ca sĩ làm khách mời vào những phút cuối của phim Mỹ Nhân N, do Châu TT làm đạo diễn và sản xuất. Đến năm 2017, anh được giao vai chính đường tăng trong Tây Du Ký, Mối tình ngoại truyện 2. Theo Sina, nghệ sĩ siêu sao là ngôi sao thần tượng hiếm hoi được đóng trong phim của Châu Tt Nghệ sĩ siêu sao có sự hậu thuẫn lớn phía sau. Ngoài ra, Sina cho biết thêm công ty mẹ của Diệu Lai AT là VD. Đây là nơi đầu tư vào các tác phẩm của TL như Cung Phu, Yoga, 12 Con Giáp, Tuyệt Địa Đào Vong. Mẹ của nghệ sĩ siêu sao có đầu tư vào VD. Nói cách khác, bà đầu tư vào phim của TL để ông giúp đỡ con trai. Năm 2013, Phùng TC, Trương QL, Lý BB, Quỳnh HM đã liên kết thành lập công ty quân liên GD, sau đó đầu tư vào công ty VD. Do đó, Ngô Diệp Phàm nghệ sĩ siêu sao có mối liên hệ sâu với nhóm nghệ sĩ nổi bật nhất Bắc Kinh và Hong Kong, trở thành người có địa vị khó chạm tới trong giới giải trí. Sina lấy ví dụ trong phim hóa ra N vẫn ở đây, nghệ sĩ siêu sao đóng với Lưu DP, Cô được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ, hoạt động nghệ thuật lâu năm, có độ phủ sóng cao, nhưng vẫn phải đứng sau tên của nghệ sĩ siêu sao trong các hoạt động giới thiệu phim. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở các tác phẩm hạ hữu kiểu M, nhã vọng thiên đường hay tây du ký, mối tình ngoại truyện hay. Bất kể bạn diễn là ai, nghệ sĩ siêu sao cũng là người đứng vị trí trung tâm, quan trọng nhất. Những người còn lại chỉ có thể làm nền, nâng đỡ cho tài tử cũng nhờ có các thế lực đứng sau, nghệ sĩ siêu sao từng dẹp yên hai lần lộ ảnh nóng với Lâm TA 2013 và Hot Girl TGN 2016. Nam diễn viên còn tố ngược lại TGN là kẻ hám danh lợi, muốn lợi dụng anh để nổi tiếng, từ đó nghệ sĩ siêu sao xây dựng hình tượng ngây thơ, dễ bị lừa gạt trong tình yêu. Đến nay, khi đô MT phanh phui đời sống hỗn loạn của nam diễn viên, đế chế, nghệ sĩ siêu sao, mới sụp đổ, chấm hỏi các luật sư từ chối bào chữa, dấu chấm hết cho nghệ sĩ siêu sao. Giới chức Trung Quốc bày tỏ phẫn nộ trước vụ xì căng đan nghệ sĩ siêu sao, yêu cầu điều tra đến cùng để có câu trả lời thỏa đáng với dư luận. Vụ việc nghệ sĩ siêu sao bị bắt trở thành đề tài ẩm ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Từ khóa chứa tên tài tử cùng những đề tài liên quan thay nhau chiếm giữ top 5 vị trí đọc nhiều nhất. Theo Sina, sau khi nghệ sĩ siêu sao, ngã ngựa các đơn vị đối tác bạn bè có động thái vạch rõ danh giới để tránh dính líu. Tất cả các tác phẩm âm nhạc của anh đã bị xóa khỏi Netix Cloud Music cùng một số ứng dụng khác. Nhiều cư dân mạng cũng phát hiện các tài khoản mạng xã hội khác cũng đồng loạt bị khóa. Cụ thể, tài khoản cá nhân, tài khoản công ty quản lý trên hai nền tảng lớn nhất Trung Quốc của ngôi sao nghệ sĩ siêu sao. Là Weibo và đôi Anh được thông báo hiện không khả dụng do bị khiếu nại vi phạm pháp luật nghệ sĩ siêu sao, đối diện án tù 10 năm đến trung thân nếu bị buộc tội. Các mạng xã hội cũng quét và xóa hàng trăm group lớn nhỏ có liên quan đến nghệ sĩ siêu sao. Chấm, các đồng nghiệp thân thiết từng lên tiếng bênh vực tài tử 30 tuổi như MCMVV, TM và nữ tác giả LL bị đình chỉ tài khoản trong vòng 1 đến 3 tháng. Họ bị công chúng công kích và yêu cầu xin lỗi công khai. MCMVV vừa đăng clip giải trình và xin phép rút khỏi showbiz một thời gian, nghệ sĩ siêu sao. Hiện bị điều tra với loạt cáo buộc là hiếp dâm trẻ vị thành niên, cưỡng dâm tập thể, sử dụng ma túy, quay trộm video đồi bại, môi giới mại dâm, lừa đảo các cô gái trẻ. Theo quy định của luật Trung Quốc, nghệ sĩ siêu sao bị giam giữ hình sự từ ít nhất 24 tiếng đến vài tuần cho đến khi có kết quả điều tra trong thời gian này phía gia đình không được phép bảo lãnh tại ngoại thăm nom trừ luật sư một nguồn tin tiết lộ mẹ của nghệ sĩ siêu sao gấp rút tìm luật sư để bào chữa cho con trai do vụ việc có tính chất phức tạp và hình ảnh tiêu cực của tài tử chưa luật sư nào nhận lời các cơ quan thuộc giới chức trung quốc đã có những động thái bày tỏ phẫn nộ sau khi nghệ sĩ siêu sao bị tam giam hình sự tờ nhân dân nhật báo viết quốc tịch nước ngoài không phải là một lá bùa hộ mệnh dù nổi tiếng đến đâu, anh ấy cũng không có quyền miễn trừ. Ai vi phạm sẽ bị pháp luật trừng phạt. Xin hãy nhớ càng nổi tiếng thì tính kỷ luật và tuân thủ pháp luật càng cao. Vai diễn tù nhân của nghệ sĩ siêu sao, đóng trước đây được cư dân mạng mang ra diễu cợt. Ủy ban khoa học chính trị và pháp luật Trung ương Trung Quốc cũng đưa ra một bình luận đanh thép trên Weibo, trên đất của Trung Quốc, chúng ta phải tuân thủ luật pháp Trung Quốc. Bất cứ việc phạm tội nào dù nhỏ hay lớn cũng phải trả giá tờ báo này nhận định sự việc của nghệ sĩ siêu sao không còn là một câu chuyện phiếm giải trí mà là một vụ việc ảnh hưởng đến xã hội là một bài học cho mọi người rằng đứng trước pháp luật mọi người đều bình đẳng như nhau đài cctv định vụ nghệ sĩ siêu sao là bài học cảnh tỉnh về lối sống đạo đức của giới trẻ sự sụp đổ của thần tượng đỉnh cao là hồi chuông cảnh báo cho giới nghệ sĩ người của công chúng cần trân trọng vai trò tầm ảnh hưởng của mình nhà đài nhận định Gây gắt hơn, Ủy ban công tác thanh niên của Hiệp hội Công nghiệp sản xuất phim truyền hình Trung Quốc gọi tài tử 30 tuổi là nghệ sĩ kém cỏi. chấm chấm chấm, xì căng đan tình dục của nghệ sĩ siêu sao thêm nhiều hé lộ sốc. Thêm nhiều tình tiết, tin đồn xung quanh sự sự của nghệ sĩ siêu sao về bê bối tình dục đang gây phẫn nộ. Những ngày qua, xì căng đan tình dục của nghệ sĩ siêu sao. Sau năm nổi tiếng Trung Quốc và châu Á thực sự gây chấn động. Liên tiếp những diễn biến, những thông tin hé lộ thêm khiến không ít người sốc về sự việc lần này. Theo đó, mới đây nhất xuất hiện thông tin nghi vấn nam ca sĩ đã sử dụng một loại ma túy kiểu mới được gọi với cái tên, thuốc bâng lời, hoặc thuốc cám dỗ, nước ngoan ngoãn. Ngay sau khi những thông tin này xuất hiện trên mạng xã hội, kênh CCTV đã có một bài viết ngắn giới thiệu về loại thuốc này trên Weibo để cảnh tỉnh mọi người. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Chấm chấm chấm, thế lực sau lưng nghệ sĩ siêu sao là những ai? Nghệ sĩ siêu sao bị đánh giá là nghệ sĩ không có tài diễn xuất hay ca hát. Tuy nhiên, trong 7 năm hoạt động, tài tử nhận nhiều ưu ái, là nghệ sĩ siêu sao hàng đầu Trung Quốc. Ngày 22 tháng 7, Sina đưa tin việc nghệ sĩ siêu sao bị 15 nhãn hàng hủy hợp đồng, khán giả tẩy chay do bê bối tình dục là tin tức được quan tâm nhất giới giải trí hoa ngữ ngày 31 tháng 7 năm 2021, anh bị bắt giam. Theo Sina, nghệ sĩ siêu sao, sụp đổ không chỉ cho thấy hậu quả mà anh phải gánh chịu vì những hành vi ăn chơi chắc táng trong quá khứ. Ngoài ra, đó chính là biểu hiện của việc những thế lực đứng đằng sau đã bỏ rơi nam ca sĩ. Sự tung hoành của một nghệ sĩ bất tài, nghệ sĩ siêu sao sinh năm 1990, ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc HQX 2012. Năm 2014, khi hoạt động với nhóm được 2 năm, nam ca sĩ đệ đơn tố cáo công ty quản lý đối xử bất công và trở về Trung Quốc để phát triển sự nghiệp. Dù không được đánh giá cao về diễn xuất, anh góp mặt trong nhiều dự án đình đám, có thể kể đến hóa ra anh vẫn ở đây, hay lão pháo nhi, tước tích, tây du ký, mối tình ngoại chuyện hay, doanh thu hơn 3 tỷ NDT, đặc biệt. Nam thần tượng còn có cơ hội tham gia hai bộ phim Hollywood là Valerian và Thành phố Nghìn Hành Tinh và XXX. Return of Sander Nghệ sĩ siêu sao là thần tượng 9X nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc trước khi vướng.